Câu thứ hai, vì sao ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa ngồi thiền và tu chứng thành Phật mà ngày nay rất nhiều người ngồi thiền nhưng không một ai thành Phật? À, chúng ta biết là Đức Phật trước đây cách đây trên 2.500 năm về trước, ngài giáng sinh xuất gia ngồi thiền thành đạo, giáng sinh tại thành Ca Tỳ La Vệ, xuất gia ngồi thiền thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, chuyển bánh xe pháp phổ độ chúng sinh tại vườn Nai hay gọi là vườn Lộc Uyển đó, nhập niết bàn tại rừng Sa La Song Thọ. Chúng ta chỉ thấy cái gì? Thấy Thái tử Tất Đạt Đa ngồi thiền thành Phật, nhưng không thấy là trước khi Thái tử Tất Đa ngồi thiền thành Phật, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói gì? Ngài trải qua gì? Ba A Tăng kỷ kiếp hành Bồ Tát đạo cho đến gì? Cho đến khi nhân quả, cái nhân lành á, chín mùi như vậy thì ngài mới gì? Mới thành Phật được. Đó, cho nên á, cái này thì tất nhiên ngài lấy một, đây là một cái hóa thân của ngài. Chứ còn trong phẩm Như Lai Thảo Lượng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói ngài đã thành Phật từ vô lượng vô biên kiếp rồi. Nhưng một cái hóa thân này ngài thể hiện thì ngài phải trải qua gì? Ba tăng kỷ kiếp hành đạo miên mật mới gì? Mới thành Phật. Mà một A Tăng kỳ kiếp á, dài lắm. Nói một kiếp thôi gì? Ở trong nhà Phật nói một kiếp á, cái từ kiếp á, ở trong nhà Phật gọi là phiên âm từ tiếng Phạm là kiếp ba. Mà một kiếp ở trong kinh Phật á, nó không phải là một đời, chúng ta đây là một đời người nó khác. Còn một kiếp trong kinh Phật á, Đức Phật nói ví như là có một hòn đá to bằng cái con trâu á, trâu to, con trâu to trưởng thành lớn nhất á, nhưng mà con trâu mộng, mình gọi là con trâu đực á, to như thế. Và 100 năm có một con chim bay trên trời, bay xuống đậu trên mỏ đá đó, hòn đá đó. Con chim nó quyệt mỏ qua, quyệt mỏ lại rồi bay đi. Và 100 năm sau, có sách nói là 1.000 năm, tôi cho là 100 năm. Có sách thì dịch là nói là 100 năm, có sách nói là 1.000 năm. Thì tùy theo thời pháp Đức Phật nói, theo từng xứ, từng nơi mà Phật nói. Tôi nói lấy cái con thúc số gần hơn, ngắn hơn, nói là 100 năm. Con chim nó bay đến đậu trong hòn đá, nó quyệt mỏ qua, quyệt mỏ lại rồi bay đi. 100 năm sau lại bay đến, cứ như vậy tuần tự bao giờ. Đức Phật nói trong kinh cái hòn đá đó gì mòn không còn một chút nào đó, đó mới tính là một kiếp ba ở trong nhà Phật. Một kiếp ở trong nhà Phật. Mà Đức Phật á, Thích Ca chúng ta phải dành gì? Dành á, dành ba đại kiếp như thế. Tức là gì? Bằng cái con chim á, mài mòn ba hòn đá như thế, cái thời gian như thế thì Đức Phật gì? Từ khi phát Bồ Đề Tâm cho đến khi thành Phật tại Bồ Đề Đạo Tràng á, phải trải qua thời gian lâu bằng con chim để dùng mỏ. 100 năm bay qua bay lại, một lần cứ tuần tự như thế rồi bay đi rồi bay qua bay lại rồi quyệt mỏ xuống hòn đá. Mòn sạch thì đó mới tính là một kiếp. Mà Đức Phật trải qua thời gian ba kiếp như thế mới thành Phật. Cho nên á, cái kiếp mà chúng ta thấy Thái tử Tất Đạt Đa cách đây trên 2.500 năm trước xuất ra ngồi thiền dưới Bồ Đề Đạo Tràng, đó là kiếp cuối cùng trong hóa thân của ngài ở cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Đây là một hóa thân của Phật thôi, dùng một hóa thân thôi. Còn pháp thân của ngài trong kinh Pháp Hoa nói là ngài thành Phật đã vô lượng kiếp rồi. Đây là gì? Đây là chỉ cho một hóa thân, dùng một hóa thân để đi hóa độ chúng sinh. Cho nên chúng ta thấy là có cái từ Nam Mô Thiên Bách Ích Hóa Thân Bản Sư Hòa Thượng Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này Phật dùng hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí còn vô lượng vô biên các hóa thân để phổ độ chúng sinh nữa. Thế cho nên ở đây Phật tử nói tại sao mà thế Thái tử Tất Đạt Đa ngồi thiền thành Phật, còn ngày nay rất nhiều người ngồi thiền nhưng không một ai thành Phật. Vì thành Phật đó, trong kinh Đức Phật nói vì sao gọi là Phật. Chứ Phật đó, nguyên âm tiếng Phạm á, nói là gì? Là Buddha. Tiếng Phạm gọi tiếng Phật là gì? Buddha. Buddha dịch sang tiếng Trung Quốc á, có nghĩa là gì? Là Bồ Đề, là giác giả, là giác, là Bồ Đề, là giác, là giác giả. Vì sao gọi là giác? Vì đầy đủ viên mãn ba ý nghĩa sau cho nên gọi là giác. Thứ nhất là gì? Là tự giác. Thứ hai là gì? Là giác tha. Và thứ ba là gì? Là giác hạnh viên mãn. Đó.
hàng tứ quả tiểu thừa thanh văn a la hán á, thì thiên về tự giác, tức là tự tu tự giác ngộ và nhập niết bàn thì gọi là tự giác. Còn hàng bồ tát đến hàng bồ tát á, không chỉ tự giác cho bản thân mà còn giác tha, tức là đi dạy bảo chúng sinh được giác ngộ nữa, như là Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng, Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân. Các ngài đó là không chỉ tự mình giác ngộ giải thoát, mà các ngài còn đem giáo lý giác ngộ giải thoát của mình học được, tu được, chứng được, để chỉ bảo cho chúng sinh hết đời này qua kiếp khác, hết A Tăng Kỳ này, kiếp này qua A Tăng Kỳ kiếp khác ạ. Đó cho nên gọi là gì? Giác tha. Bao giờ công đức viên mãn á, các ngài thành Phật á, thì gọi mới gọi là giác hạnh viên mãn. Cho nên gọi là hàng tứ thánh quả thanh văn, tu đà hoàn, tư đà hàm, a na hàm, a na hán á, hoặc bích chi độc giác á, của tiểu thừa á, thì đó gọi là tự giác. Hành Bồ Tát đạo như các vị đại Bồ Tát Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền á, gọi là gì? Giác tha. Đem sự giác giáo hóa giác ngộ chúng sinh tha nhân đó, dần dần á, hết đời này qua kiếp khác, trải qua vô lượng kiếp, vô lượng đời kiếp á, trải qua vài A Tăng Kỳ kiếp vân vân, hoặc là vô lượng A Tăng Kỳ kiếp á, khi các ngài gì? Tùy theo cái phát đại nguyện của các ngài. Như Địa Tạng Vương Bồ Tát trong kinh Địa Tạng, ngài phát nguyện là gì? Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Có nghĩa là gì? Chúng sinh chưa độ hết thì ngài không gì? Không lên ngôi chứng cái quả vị Bồ Đề, tức là cũng là thành Phật đó. Địa ngục á, chưa trống không, tức là còn chúng sinh khổ nào trong đó, thì ngài thề không thành chính giác, tức là thề sẽ gì? Sẽ chưa thành Phật đó. Mà còn hành Bồ Tát đạo để phổ độ chúng sinh nhá. Đó là đại nguyện của ngài lớn lao như thế, cao cả như vậy. Phát cái đại nguyện khó và hành những cái nguyện khó như vậy không phải là vị đại Bồ Tát nào cũng có thể làm được. Không phải là một vị Phật quá khứ, vị Phật nào cũng phát đại nguyện như thế được. Không phải là những vị Phật thành Phật trong tương lai, vị nào cũng có thể phát đại nguyện như thế được. Không phải là những vị Phật hiện tại ở trên khắp trong mười phương thế giới, không phải Đức Phật nào cũng phát đại nguyện như thế được. Đây là một đại nguyện khó. Mà vì vậy, vì khó cho nên á, mười phương ba đời chư Phật mới gì? Mới tán dương khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng là như thế. Cho nên ở đây chúng ta thấy này, vì cái chúng sinh, vì người tu thiền bây giờ, không chỉ người tu thiền mà tất cả những người tu các pháp môn ở trong Phật giáo hay là các tôn giáo khác trên thế gian này, không thấy có ai thành Phật. Là vì sao? Vì Đức Phật nói là có rất nhiều những cái nguyên nhân mà không thể có hai Đức Phật xuất hiện ở cùng một thời điểm, một thế gian, một thế giới. Cũng như Đức Phật nói là giống như thế gian này, chỉ cần một mặt trời là đủ chiếu sáng, đủ sưởi ấm để cho chúng sinh gì? Ở cõi Nam Thiện Bộ Châu này sinh sống, tồn tại. Nếu mà hai mặt trời xuất hiện trên bầu trời giống như một mặt trời ấy, thì chúng ta cái gì sẽ xảy ra đấy? Toàn bộ cây cối, cây cỏ sẽ gì? Sẽ khô kiệt. Sông suối sẽ gì? Dần dần cũng khô kiệt, và nước biển cũng khô kiệt, và con người và các loài hữu tình đều sẽ gì? Đều sẽ chết hết, chết cháy hết. Đức Phật nói như đây là cái nguyên tắc thành đạo, hành đạo phổ độ chúng sinh của các Đức Phật. Trong một thế giới không thể hiện một lúc, một thời điểm có hai Đức Phật. Bao giờ giáo lý của một Đức Phật đó, một Đức Phật đó, trước đã gì? Đã không còn thấy xuất hiện ở thế gian nữa, tức là mọi người đã quên hết, rơi vào thời, trong thời kỳ thành đạo của Đức Phật đó, thì chuyển bánh pháp luân, thời đó gọi là thời chính pháp. Vì sao gọi chính pháp? Vì nhiều người tu, nhiều người giải thoát thì gọi là chính pháp. Xong thời đại thứ hai gọi là thời đại tượng pháp, tức là nhiều người tu nhưng mà ít người tu, ít người chứng đắc thánh quả giải thoát, mà đa số chỉ làm để xây chùa, tô tượng, đúc chuông, tạo việc phúc thôi, giao duyên với Phật pháp để tam bảo, để đời sau được sinh nhân thiên, hoặc được sinh lại làm người, hoặc thậm chí nhờ công đức đó được đới nghiệp vãng sinh về cõi Phật mà thôi. Chúng thực chưa phải là giải thoát về cõi Phật, thì nương vào lực của Phật mới tu tập, mới chứng thánh quả, mới giải thoát ở thế giới đó. Thì đó gọi là tu gieo duyên. Thời đó thời tượng pháp, đại đa số là chùa, xây chùa to cảnh lớn, giảng đạo nhiều tín đồ Phật tử vân vân chẳng hạn, như đấy là gieo duyên để hồi hướng công đức, để cầu sinh tịnh độ, hoặc là đới nghiệp vãng sinh vân vân đó, hoặc sinh nhân thiên vân vân. Chứ cũng không thể thành Phật được, không thể thành Phật, không thể thành A La Hán, thành Bồ Tát thất địa trở lên vân vân đó.
Thì chúng ta thấy là vì nhân địa thành Phật không phải một đời một kiếp mà có thể thành được. Trong kinh Phật nói là phải phúc trí nhị nghiêm, tức là phúc đức và trí tuệ phải gì? Phải đầy đủ, phải viên mãn với nhau, không khuyết thiếu mới gọi là Phật. Đó. Mà trong kinh Đức Phật nói thì phải đầy đủ 10 hiệu mới gọi là gì? Là Phật. 10 hiệu đó là gì? Là Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đầy đủ 10 hiệu như thế mới gọi là Phật. Vì hôm nay thì cái thời gian nó không có, cho nên thầy không thể giảng về 10 hiệu này. Nhưng giảng về 10 hiệu này thì cũng phải giảng cả tháng vẫn gì? Vẫn chưa hết. Nếu mà đem cho thầy á, bảo thầy giảng 10 hiệu này á, thầy giảng 1 năm vẫn chưa hết, thậm chí 10 năm cũng vẫn chưa hết, thậm chí 100 năm vẫn gì? Vẫn chưa hết, thậm chí cả cuộc đời này và nhiều cuộc đời khác nó chỉ giảng về 10 hiệu của Phật gì? Cũng chưa hết. Cho nên á, ở đây thời gian nó không có, vì vậy không thể giải thích hết được. Vì vậy Phật tử này hỏi rằng có thấy người tu thiền bây giờ nhiều, tại sao không ai thành Phật, không thấy một ai thành Phật? Cái thứ nhất là gì? Trong giáo lý của Đức Phật nói rằng gì? Không thể có hai Đức Phật xuất hiện cùng một thời điểm. Mà các vị Phật, các vị Bồ Tát có muốn xuất hiện ở thế gian này phổ độ chúng sinh, các ngài đều phải gì? Phải cải trang. Phải cải trang là sao? Là một vị sư. Ví dụ như là Đức Phật A-di-đà, ngài đến thế giới này để giáo hóa và hoằng truyền pháp môn tịnh độ cho mọi người tín vào pháp môn tịnh độ nhiều hơn, thì đó chính là ngài cải trang thành một vị sư, một vị tổ thứ 6 của tịnh độ tông Trung Quốc, đó chính là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư. Cùng thời với ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư, tức là hóa thân Đức Phật A Di Đà đó, còn có một Đức Phật Định Quang cũng hóa thân, cũng có một Đức Phật quá khứ, đó là Đức Phật Định Quang. Ngài hóa thân là gì? Thành vị thiền sư, nói ngài có tên là Hòa Thượng Hành Tu. Hòa Thượng Hành Tu có đôi tai dài đấy này, đôi tai của ngài chấm đến vai này. Người ta thường gọi là Hòa Thượng có đôi tai dài, ngài có pháp danh là Hành Tu Lão Hòa Thượng. Một hôm thì có một cái ông vua ở nước đó, cái đời vua đó tôi không nhớ rõ là vua gì, vì các vị xem lại cái vị vua đó xem. Cái lịch sử của ấy, vì lâu rồi nhất thời chúng tôi cũng không nhớ hết được. Vì trí tuệ nó cũng có hạn, nó chưa thông đạt. Trí tuệ vô ngại biện tài như là A Nan hay là Nhà Văn Thù Vô Hiền Bồ Tát, Quan Âm Địa Tạng được. Cho nên là nhất thời chưa thể nhớ được, không nhớ hết được. Nhưng các vị về cứ tìm đèo đọc lại với cái lịch sử của tổ thứ 6 là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư, chúng ta sẽ thấy một hôm có vị vua đến thăm ngài Vĩnh Minh đỉnh lễ cúng dường ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư. Và sau khi thăm đỉnh lễ xong, cúng dường xong, vị vua rất hoan hỷ và hỏi rằng con thật là kính trọng đức hạnh của gì, của ngài, của hòa thượng. Ngày nay con thì con cũng muốn gieo duyên với gì, với những vị đại hòa thượng, tức là những cái vị mà đạo cao đức hạnh trọng đó. Thì cái vị vua đã bạch với tổ này, vậy thì xin ngài tổ là có thể chỉ dẫn cho con có thể thân thừa được với một vị đại hòa thượng nào, một vị đại pháp sư nào vân vân nữa không. Thế lúc đó ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư nói rằng bệ hạ nên đến gần gũi với gì, đến cái chùa đó, địa chỉ đó, chùa đó để gần gũi một vị đại lão hòa thượng. Cái vị đại lão hòa thượng đó chính là hòa thượng có đuôi tai dài, có tên là Hành Tu đó. Hòa thượng nó không phải người phàm đâu, hòa thượng chính là vị cổ Phật tái lai đó. Đấy chính là gì? Là Đức Phật Định Quang, ngài thì hiện ra để độ chúng sinh đó. Thế vị vua nghe như vậy vội tức tốc là cùng với kẻ hầu người hạ của mình đem đồ đến để cúng dường. Đến một cái nhìn thấy ngài Hành Tu một cái liền là khởi thân hành lễ và đỉnh lễ, nói là gì? Nam Mô Định Quang Phật. Tức là gì? Tức là kính lại để Đức Phật Định Quang Như Lai, quy mệnh Đức Phật Định Quang Như Lai, và con xin nương về Đức Phật Định Quang Như Lai. Vì vị vua đó là một vị vua Phật tử, cho nên á, ngài Hành Tu thấy như vậy hỏi rằng á, tại sao bệ hạ là gì lại biết ta là gì, ta là Định Quang Như Lai mà kêu như vậy? Thì vị vua kia nói rằng á, con vừa gì, vừa lễ cúng dường ngài Vĩnh Minh Diên Thọ ở chùa ấy cách đây mấy hôm, nghe hỏi rằng á, hỏi ngài là ở ngoài ngài ra còn chư tôn đức nào, hay còn một bậc cao tăng, một bậc thạc đức nào có thể đạo cao đức hạnh để cho con đến thân thừa để cúng dường học hỏi không? Thì ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư nói rằng ấy, giới thiệu cho con đến ngài, và giới thiệu ngài chính là ngài Định Quang gì, Như Lai hóa thân. Và Hòa Thượng Hành Tu nói rằng ấy,
Cái ông lão này, tức là nói cái ông hòa thượng, ông hòa thượng cái ngài Vĩnh Minh Nhân Thọ đại sư nói là cái ông lão này, nôm na nói nhỉ, nôm na chúng ta dễ hiểu, nói là cái ông lão này thật là bày đặt, miệng lưỡi của ông lão này thật là gì, là lừa phỉnh thế gian, bày đặt vân vân. Và nói xong một cái là gì, và cũng nói luôn đó, vậy bây giờ thì ta không giấu ông nữa. Nói với ông vua đó, ngài định, ngài hành tu, hòa thượng hành tu nói ta không giấu ông nữa, phải cái ông Vĩnh Minh Nhân Thọ đại sư không phải là một ông hòa thượng phàm phu đâu, ngài chính là gì, là A Di Đà Phật hóa thân đấy, ngài mau lên đi về gì để thân cận đi. Nói xong một cái là gì, ngài ngồi giữa tam bảo, ngài tịch luôn, lộ thân phận một cái liền gì, liền ra đi. Đó mới là Phật Bồ Tát hóa thân thật sự. Thời nay chúng ta thấy có những vị xưng là Phật là Bồ Tát mà vẫn ngồi lại để nhận sự cúng dường của thế gian, nhận sự tán dương khen ngợi là Phật là Bồ Tát tái thế của thế gian, đó là giả, đó là Phật giả, đó là ma hóa Phật, đó là Phật gì, Phật cầu danh, Phật cầu lợi, và gì, và ma Phật đó các quý vị. Còn Phật thật tái lai thì lộ thân thế một cái là liền ẩn ngay, liền là nhập Niết Bàn ngay, như là hòa thượng hành tu là hóa thân của Đức Phật Định Quang. Bị ngài Vĩnh Minh Diên Thọ nói về vua kia là ngài ấy chính là hóa thân của Đức Phật Định Quang. Phật đến, vua đến lễ xưng Nam Mô Định Quang Phật một cái thì tức là lộ thân thế rồi, ngài liền nhập Niết Bàn. Trước khi nhập Niết Bàn, ngài nói là Vĩnh Minh Diên Thọ đại sư chính là A Di Đà Phật tái lai đó. Sau khi dự cái lễ trà tì, ngài hành tu xong một cái thì Đức vua cũng tức tốc chạy về, đi về để lễ Đức Phật A Di Đà lại lần nữa. Vì trước đây mình cứ nghĩ là ngài là một vị hòa thượng đạo hạnh thôi, ai ngờ là ngài chính là hóa thân của A Di Đà Phật. Cho nên nay đến thì quay về tức tốc để về để lễ ngài. Nhưng về đến nơi, về đến vừa vào đến cổng chùa thì thấy tăng tục đang gì, đang chạy đi chạy lại, nhân dân kéo nhau ầm ầm lên núi. Hỏi ra thì mới biết gì, ngài cũng vừa tịch xong mấy tiếng đồng hồ. Tức là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ đại sư cũng vừa gì, vừa tịch xong mấy tiếng đồng hồ, tức là cũng không ngồi để đợi lại gì, đợi lại vị vua đến lễ lần thứ hai nữa. Đó. Tức là tung tích đã bại lộ rồi thì liền nhập Niết Bàn. Đó. Bằng không nếu mà trừ những vị Phật Bồ Tát A La Hán mà tái thế không nhập Niết Bàn á, thì ngài phải thể hiện là gì, ngài muốn vẫn trụ lại cái như thế. Ví dụ như là A La Hán tự nhiên cái gì, Tế Điên Hòa Thượng á, đó, Tế Công Hòa Thượng, ngài chính là hóa thân của gì, của vị đại A La Hán, của Hàng Long La Hán tái thế. Thì chúng ta thấy là có những lúc mà ngài dùng những cái thần thông, những sự kỳ dị để độ chúng sinh nhé. Nhưng mà tại sao ngài không nhập Niết Bàn? Ngài thể hiện như vậy mà tại sao ngài không nhập Niết Bàn? Chúng ta thấy là ngài thể hiện là gì? Giả điên, giả khùng. Một vị sư như là điên là khùng. Điên khùng mà không phải điên khùng. Còn chúng ta ở trên đời này bây giờ không điên mà lại điên thì mới đau. Chúng sinh bây giờ chúng ta không điên mà lại điên. Còn Tế Công là điên mà lại không điên. Vì sao như thế thì chúng ta dần dần động não suy nghĩ thì sẽ hiểu thôi. Đó, cho nên ấy, ở cái trường hợp này thì chúng tôi khuyên Phật tử này là gì? Thôi bây giờ thì cứ nên nhất tâm để tu đi. Chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.